you. But in fact, once you understand chan meditation, một khi mà quý vị hiểu thiền rồi, it actually you realize that chan meditation takes all kinds of forms. Quý vị sẽ hiểu rằng cái thiền là nó có đủ cái loại phương pháp đấy. You can be meditating while walking, đang thiền, đi bộ. You can meditating while going to supermarket, đi chợ cũng là thiền. How so? How is it possible? Làm sao làm được như vậy? Anyone? So that's why they say walking is meditation, sitting down is meditation, lying down is meditation, standing is meditation. Đứng, đi đứng, nằm ngồi đều là thiền cả. What does it mean? Yes, Kim. You're mindful of what you're doing. Mình giữ chánh niệm của mình. That's correct. At the low level, you're mindful of what you're doing. That's correct. Okay. What else? What is meditation? Why is it called meditation? And that shows you how practical it is for meditation. If you meditate, actually involves every single activity in your daily life. Quý vị thấy cái thiền nó thực dụng như vậy đó. Mỗi cái nhất cử nhất động trong cuộc đời chúng ta nó đều là thiền hết. Nó có ứng dụng nó dễ sợ. Yes, Mary Jo. Chanting Buddha's name, being mindful of the Buddha. Yes, it's also mindfulness. Yes. But why is it called meditation? What if the people are there are so many forms? So what is it boils down to is to learn to what? Yes. Still our mind. That's correct. Để cái tâm mình nó yên. Okay. Whether you're mindful of the Buddha's name or a mantra or your breathing or whatever, it actually means that your mind is free from errant thoughts. Thực ra cái chánh niệm mà mình giữ chánh niệm, giữ hơi thở hoặc là niệm Phật này nọ, nó không ngoài cái trạng thái là cái tâm mình đó, nó không có cái tư tưởng, nó không có những cái vọng tưởng. Okay, what happens is normally our mind is full of these errant thoughts. Thường cái tâm chúng ta là cái nó cứ khởi những cái loạn tưởng hoài, right? And they come up, there's nothing we can do about it. Okay? It's called why do they come up? Tại sao những cái vọng tưởng nó khởi lên? Why is that? Các bác biết tại sao các bác đang ngồi, đang đi bộ, đang nói chuyện với nhân, đang làm việc với những cái vọng tưởng nó khởi lên? Why is that? Why is that you're working, you walking, you are talking to someone, and all of a sudden these thoughts arise? Why is that? Yes, sir. That's correct. It is karmic obstructions. Okay. That's one reason. Okay. One reason you have karmic obstructions, meaning that you try to do something and there is resistance to it. Okay, and that comes in a form of internal, where actually externally, where actually, let's say someone comes and makes a noise. Okay, that's called external obstructions. Yeah, như mình đang làm việc, có người nó làm một cái tạo một cái âm thanh bên cạnh mình. Okay, khiến mình đãng trí. It distracts you from your focus. Interferes your focus, so it's karmic obstruction. Number two is affliction. Okay,
Meaning that you're sitting there and so you realize, oh my God, my butt is so sore. Okay, that's called affliction. Okay, and you don't like it. Okay, cái thứ nhì là cái phiền não. Okay, and the third one is retribution obstruction. Cái loại thứ ba là cái báo, cái nghiệp báo. Okay, that's why these false thoughts arise constantly. Thành quý vị thấy cái vọng tưởng nó khởi lên, nó liên tục. It never stops because you have so many sources where they come from. Nó đủ loại nó tới hết. Again, they come from the fact that what you're doing, okay, you receive external obstruction. Internal obstruction meaning your affliction, okay, you're bothered, okay, by something. And finally, your retributive obstruction is meaning that it's from your prior, your karmic retribution. You obstructed people before, now you meditate, now people are coming to obstruct you. Is that clear? Có ba cái loại lý do mà tại sao cái vọng tưởng nó khởi lên liên tục trong đầu quý vị. Thứ nhất là cái nghiệp chướng, có nghĩa là cái việc mình làm đó nó bị cái sự chướng ngại. Chẳng hạn như mình đang làm việc thì bỗng nhiên con chó nó sủa. Ok, mình đang đi bộ con chó nó sủa là mình giật mình. Ok, mình khởi cái tâm tưởng nó khởi lên ngay lập tức. Ok, cái đó là cái loại gọi là nghiệp chướng đầu tiên. Cái loại thứ nhì á là cái chướng ngại đầu tiên, cái loại thứ nhì là cái phiền não chướng. Phiền não chướng có nghĩa là cái vị bỗng nhiên cái phiền não nó khởi trong tâm của mình. Ok, tự động nó khởi rồi, mình chịu thôi. Người bỗng nhiên có phiền não nó khởi lên, mình than này than nọ, thích này thích nọ. Ok, cái thứ ba là cái nghiệp báo chướng. Cái báo chướng, báo chướng có nghĩa là cái vị lúc trước đó cản trở người ta thiền, để bây giờ người ta tới ta cản trở cái vị thiền lại. Okay, so you see, these four thoughts, you understand these three sources, major sources of false arisal of the four thoughts, so give you ba cái loại lý do mà cái tư tưởng nó khởi lên. You realize that either when you mindful enough, thì quý vị thấy mình có chánh niệm không chánh niệm, okay, or you recite the Buddha's name, quý vị niệm Phật cái đó, they still arise, yes? Just like you sit there, they arise. This the past hour, như quý vị vừa một tiếng vừa rồi ngồi qua, cái tư tưởng nó vọng tưởng nó khởi lên, right? Nothing you can do about it, right? Then why do we call it chan meditation? Là sao chúng ta gọi cái là thiền? Yes? Precisely. It means we call it chan meditation because the process is for us not to react to it. Mình gọi là thiền là tại vì nó khi vọng tưởng nó khởi lên như vậy, mình không làm gì hết. Đó là thiền. That is a chan process right there. You don't follow those thoughts. Không chạy theo những cái tư tưởng đó thôi. That's all you have to do. So if you go into the market and you picking a head of napa cabbage, chẳng hạn như vị đang mua, đang tới siêu thị, đang chọn một cái bó rau muống, okay. And if a false thought arises, okay, false thought arises, like someone comes over and say and try to grab it from you because it's the best looking bunch, the best looking napa head you have. Hàng như con người bên cạnh chạy tới sân vào tính chụp cái bó rau muống mà tươi nhất, quý vị thấy ngon lành nhất đó. Okay, you don't get afflicted, okay, and that is meditation right there. Mình giữ mình không bị phiền não khởi lên, có đó là thiền thưa quý vị. Is it clear? So right now, when you, every time you meditate, you sit down and meditate, you're supposed to watch your four thoughts, recognize these thoughts they arise and do nothing. It's very important. Don't get afflicted. Đừng có ngồi đó mà nói tại sao con ngồi con thiền mà cứ tư vọng tưởng nó khởi lên hoài. Don't complain to me that why is that I've been meditating for 20 years now with you and no one yet. And still the false thought arise.
because they're supposed to arise. Yeah. Tại vì nó phải khởi lên như vậy. All right? Any questions? Okay. Since we habitually react to these thoughts, như là cái tập quán, tập khí chúng ta đó là chuyên môn phản ứng với những cái tư tưởng này. We engage. Okay, mình tư tưởng nó khởi lên mình chụp nó. A thought arises, we grab them to it. That's our weakness. Cái đó là cái sở khuyết chúng ta. Okay, and therefore, excuse me. And therefore, the training of meditation, vì vậy cái vị luyện thiền, is first to learn to still your mind. Thì cái việc đầu tiên của thiền là cái vị tập ngồi đó để mà nhận ra là mình ngừng chạy theo những cái tư tưởng đó. You have first recognized you have to stop chasing after these thoughts, no matter how important they are. Mặc dù tư tưởng nó có lý chừng nào, nó quan trọng chừng nào, mình cũng không chạy theo nó. Excuse me. Is that clear? No matter how logical it is, and no matter how important it is, no matter how pressing it is, you don't do anything. To the point where someone was stepping on a boat to go to a one yin meditation, a one yin retreat. Ngày xưa đó bên Trung Hoa có một cái ông kia, excuse me, ông lên chiếc đò để mà đi tới dự cái Phật, cái Quan Âm Thất. And someone ran to the boat dock, screaming and say, Master, your house on fire. Thì con người chạy tới nói là thấy ông chủ ơi, ông chủ, cái nhà của ông chủ đang cháy. What did he do? Julie, what did he do? Okay. Actually, the story went that the guy said, let it burn down. One you will take care of it. Thì ra câu chuyện nói là cái ông nói là kệ cho nó cháy. Cái gì Quan Âm sẽ lo cho tôi không lo gì hết. Tôi đi lo cái gì ở cái Quan Âm Thất cái đã. I need to go to Wanyin Chi. I'm not worried about my house. That's as close to China as possible. Cái đó là cái tinh thần của thiền. You don't react even if it's the most critical thing. That's time. Thiền nó đổi như vậy. All right? Any questions? So what they mean by walking, sitting, standing, and lying down is meditation. Người ta nói nhất cử nhất động, đi đứng nằm ngồi đều là thiền hết. Có nghĩa là you're supposed to watch your mind. Có nghĩa cái vị tập là trong cái đứng nằm ngồi đó, mình quan sát cái tâm của mình. Okay? You watch it. Until you no longer react to those false thoughts. Tập để những tư tưởng nó khởi lên mình không có phản ứng. For example, he says, not uncommon for people who have depression to have this thought arises, oh, I feel so bad. Things are so bad. Yeah, những cái người bị tâm bệnh đó, có tư tưởng khởi lên, ta nói là trời ơi, tôi thấy cuộc đời nó khổ sở, chán chường quá. Okay, that's just a false thought. Cái đó chỉ là một cái tư tưởng thôi. You don't follow it. You don't believe it. Đừng có theo nó. Okay, that's all you do. If you're able to do that, there's no way you can be depressed. Quý vị có thể làm được như vậy. Quý vị không thể nào có tâm bệnh, không có thể nào bị bệnh chán đời được. It's that simple. Okay. Unfortunately, điều sự thật á,
What happened is that why are people depressed? Tại sao người ta bị chán đời? It's because they react to those thoughts. Tại vì họ phản ứng với những cái tư tưởng nó ngay lập tức. Why is that? Because tại sao họ phản ứng chụp thay? You say, for example, the thought arises. You sit there and meditate. You say, so, my God, this is so hard. I won't ever make it. Chàng nó ngồi thiền, nó nói, này sao khó quá, tâm tôi vẫn ngửi, nó lăn xăng hoài à. Không bao giờ tôi ngồi thiền ở đâu. Okay, this is not possible, this is hopeless. Okay, nó vui, tôi không cần thiền à. That's a thought of depression, right? Okay. You recognize that. And still you react to it. Vẫn phản ứng như thường. You say, you know, that's true. I've been coming here to Blue Mountain for 2 weeks now. And I still have so many false thoughts. Tại tới đây 2 tuần liên tiếp vẫn đầy cái vọng tưởng như thường. It's truly, truly hopeless. Đời tôi chắc không bao giờ tôi thiền được hết đó. Okay? You can't even recognize it's a depression attack. Không được nhận được luôn là cái đó là một cái sự tấn công của cái con quỷ bình chán đời. Okay? Why is that? It's because of the retribution obstruction. Cái đó gọi là cái nghiệp báo của mình. Okay? You know you're not supposed to. Mình biết là mình không cần phản ứng. And yet you still react to it. Mình vẫn phản ứng như thường. Because you cannot help yourself. Mình không thể có cái tự chủ được. Okay? Questions or comments? I got kiến gì? Thắc mắc gì không? It's called job security for you, Mary Jo, because cognitive therapy. Right. Right. But the fact of the matter is that they cannot help themselves. You can talk all you want. It's called retribution for a reason, because we cannot help ourselves. Not even Buddhas can help themselves. If there's a retribution comes, they're supposed to bear the retribution. Bởi vì cái nghiệp báo nó dễ sợ như vậy, ngay Đức Phật cũng cản không được nữa. Tại vì khi mà nghiệp báo nó tới, mình phải trả. Okay? So that's why in Buddhism we have other ways to deal with it. Okay? Many, many more ways to deal with it. Because recognizing it is not enough. Okay. Tại mình bên Phật giáo có những cái phương pháp nhiều hơn nữa để mà đối phó những cái này, tại vì nó mình nhận thức nó cũng chưa đủ nữa. Okay. Because we know how the mind works. You meditate all the way to the end. Cái vị tu thiền tới nơi tới chốn đó. Okay. You recognize how the mind works. Cái vị sẽ nhận được cái tâm mình nó hoạt động là sao, and you can put an end, you truly are able to put an end to all these reactions. Lúc đó quý vị sẽ ngừng lại cái phản ứng được. Okay, as long as you rely on your intellect to deal with it, it doesn't work. Nếu quý vị trình độ còn thấp mà cứ dùng cái trí mình để mà đối phó nó, đối trị nó không được. Okay, so going back to meditation, về trở lại cái thiền. So meditation, it actually involves 2 phases. Cái thiền nó có hai cái giai đoạn. The first phase is to still your thoughts. Thứ nhất là mình ngừng những cái tư tưởng lại. Okay. In Chinese culture, Việt Nam gọi là chỉ. Chỉ meaning stopping. It's called samatha in Sanskrit. Meaning stilling of the mind. Okay. And number two, phần thứ nhì, once your mind is still, một khi mà tâm cái vị nó đứng lại rồi đó, then you go into something called vipassana. Đó mới vào cái gọi là cái quán. Sau cái tâm cái vị ngừng lại, cái vị phải quán. What for? Vipassana will help you unfold your wisdom. Cái quán này mới giúp quý vị mở trí huệ quý vị. And that's the difference between chan meditation and all the other meditation
techniques, cái đó là sự khác biệt giữa cái thiền thiền của đại thừa với những cái thiền pháp môn thiền khác. Okay, the Vipassana in Mahayana will help you unfold your inherent Buddha wisdom. Cái thiền Vipassana bên đại thừa chúng ta đó giúp quý vị khai mở cái trí huệ, cái Phật huệ của quý vị, your Buddha wisdom. Only in Mahayana do we have the process to help you unfold your Buddha wisdom. Khi quý vị mở được cái trí huệ của Phật huệ của quý vị rồi đó, then nothing else can affect you. Không còn cái gì nó ảnh hưởng quý vị được nữa. So even the Buddha, when his retribution comes, the foresight doesn't even arise. He takes it. He's not bothered by it. Okay. Nhưng Đức Phật khi mà nghiệp báo nó tới á, Ngài không có phản ứng gì hết. Ngài chỉ chấp nhận nó thôi. Ngài không sợ nữa. Chúng ta thì sợ cái nghiệp báo. Còn Đức Phật không có sợ nữa. Okay. He's free from that. Okay. Yes. I'm sorry? Vipassana, yes. What do you do? Yeah, in that process, what does it take, right? Because sometimes you just stop, right? Well, the first part, you stop, you still your mind. Your mind is free from thought arisal. So the first part is the chữ, meaning the samatha, is you, no more false thought arises. Okay? Cái tư tưởng nó không khởi lên nữa. You sit long enough, you meditate long enough, you will be free of these thought arisals temporarily. Tạm thời, những tư tưởng không khởi lên nữa. It's not permanent, by the way. Because at some point in time, your three obstruction, your three thought obstruction will cease to affect you temporarily. Tại cái vì ngồi thiền lâu, cái nhân duyên sẽ đưa tới chứ vị là ba cái loại chướng ngại, cái nghiệp chướng, cái báo chướng với lại cái phiền não chướng nó bị ngừng lại, tạm thời nó ngừng lại. Thứ đó gọi là chỉ. Then it's called samatha. Is it clear? I'm dissecting it for you right now so you understand the process. Thầy giảng phân tích ra cái vị thấy nó rõ ràng dễ sợ lắm. Okay? It's temporarily no more thought arises. Tạm thời không tư tưởng nó khởi lên nữa. All right? And that's when you go naturally into a phase called contemplation or Vipassana. Cái tự động quý vị sẽ chuyển vào cái là cái quán là cái Vipassana. Okay? Yes, sir. Yeah. That's annoying, isn't it? Uh-huh. So Jim is saying that he goes to a meditation retreat for a few days and he sees that he comes back and during the retreat he feels the mind calm down a lot. And then you go back to work, he went back to work and then he saw clearly that so many obstructions at work, so many problems at work, and then naturally tapered down, right? Ông này nói là tới cái dự cái Phật thiền thất chúng ta đó thì nổi trong vài ngày thấy cái tâm nó lắng xuống, rất là lắng, rất là yên lặng. Xong trở về lại làm việc đó, thì thấy công việc đó, nó toàn là vấn đề không, toàn là chướng ngại không. Nên từ từ thấy ít chướng ngại lại. How? Yes? And he says that even though he noticed more of the obstruction when he came back from the retreat,
But he found his mind a lot quicker and more effective at dealing with them. But then it tapered off. Okay? Rồi ông này nhấn mạnh nữa nói là mặc dù ông thấy nhiều cái phiền não, nhiều cái chướng ngại hơn, nhưng đều ông thấy cái óc ông có thể xử lý nó hay hơn và nó lẹ hơn. Rồi từ từ nó mất cái đó. Ok? That's all natural process. Cái đó nó rất là tự nhiên. Ok? Because during the intensive meditation retreat, tại vì lúc mấy cái thiền thất như vậy đó, your mind is still. Your mind naturally still down. It's a natural process. Cái môi trường nó khiến cái vị tâm của nó lắng xuống. Okay? Your mind slows down. And it has fewer foresight. Tâm của nó lắng xuống, ít vọng tưởng. So when you stop and go back to your house, cái vị ngừng lại, trở về lại cuộc sống của mình. Then what happens is that it's not that you have more problems. Quý vị sẽ cảm thấy là không phải là quý vị thấy là có nhiều vấn đề hơn trước. Actually, the problem has always been there. You just didn't see them at all. Thiệt sự là cái vấn đề họ nói, ông nói ông trở về, ông thấy nhiều vấn đề hơn trong cuộc đời ông đó. Thiệt sự thầy nói, vấn đề trước thì nó có đó mà ông thấy thôi. They've always been there. Nothing new. Okay? The wife still complains and, I mean, see, so you're able, then you see more of them and you can more effectively deal with them. Mặc dù thấy nhiều vấn đề hơn và mình đối xử lý nó lẹ hơn và nó có hiệu quả hơn. It's an increase from an increase in wisdom. Đó là sự tăng trưởng trí huệ của quý vị. So right there, it shows, goes to prove that during the retreat, you did samatha as well as vipassana. Chứng minh cái quý vị thấy lúc mà thiền đó, có hai ông này ông thiền, ông có được phát triển được cái chỉ và cái quán luôn. You cannot see what happens when your mind stills down. Let me spell it out for you. Giảng cho quý vị rõ ràng. Khi mà nó chỉ, what does it mean when your mind stops? Samatha, what does it mean? What? It means your mind is so much faster. Lúc anh chỉ có nghĩa là cái tâm của nó lẹ hơn nhiều. Is that clear? It's like a pipe. Giống như cái ống nước vậy. You have a pipe here. You strike up a thought. Cái gì gửi một cái từ vọng tưởng nó gửi lên. It goes in the pipe, right? In your mental pipe. Nó vào trong những cái in your nervous system. It has these electrons that keep going. Master Xin Chia did a demo last Chanchi. Như thầy hiện giới bị diễn. You see, he used thắng back there as a guinea pig. Dùng thắng đó. He tapped and he realized that the electric impulses, right, Master Xin Chia, takes about two and a half seconds, something like that, to propagate. He doesn't even remember now. Yeah. Okay. Thành ra, so it means that, see, they can't even understand why. You see, that's why these people, they do these studies, they only observe the sign, the marks, but they don't understand what's happening. Okay. What happened is that, mấy người khoa học gia ta học, ta nghiên cứu những cái khí nghiệm thì họ không hiểu tại sao ấy, họ không thực sự không hiểu. What happened is, let me describe it to you. Basically, it's like a pipe, okay? Giống như là thầy cho thầy ví dụ như cái ống nước vậy. This is a pipe here, and they have these electrical signals, okay? You have these thoughts, it goes in here, has a finish, it goes through the pipe, next thought, next thought, next thought, okay? Thành ra, quý vị biết không? Cái óc quý vị nó, hệ thống quý vị giống như là cái ống nước vậy đó, cái ống dẫn nước vậy. Một tư tưởng nó khởi lên, nó phải chạy qua, xong tư tưởng thứ nhì nó chạy qua, tư tưởng thứ ba nó chạy qua, tư tưởng thứ tư. So you have one thought after another going through this. Okay? So far so good? Is that clear? This is why how your mind works. Tâm quý vị nó như vậy đó. Okay? So, because you have bogged down by these thoughts, that's why you react slower
quý vị có những cái tư tưởng này nó nhiều quá, thành ra quý vị khởi. Now you say, oops, someone is trying to hit, slap my face. Okay? And you naturally go like this, or go like this, right? Yeah, bây giờ thấy người ta có, bây giờ quý vị cảm giác người ta sắp đánh quý vị. Thành phản ứng tự nhiên quý vị là tự vệ mình. Okay? Before you do this, okay, your thought, the mind has it from here, goes out to the arm. Okay? He has move, evade, take evasive actions. Okay? But these thoughts have to wait on these pipelines, the things that are going in the pipeline. So the fewer you have in this pipeline, the quicker your reaction. That's how simple it is. Cái việc nó giản dị như vậy đó. Cái ống nước đó nó có những cái tư tưởng 5, 10, 20, 30 ngàn cái tư tưởng. Mà nếu quý vị mà ít tư tưởng hơn thì cái phản ứng quý vị khi mà người ta đánh quý vị á, quý vị cảm thấy cần phải đỡ, phải né, phải chạy á, thì nó ít tư tưởng trong cái ống nước này, quý vị phản ứng nó lại hơn nhiều. Is that how simple it is? That's why your mind is a lot sharper, a lot faster when it has fewer thoughts. Is it clear? And quý vị thấy không? That's why the martial artists, the Shaolin, still have to meditate because to cut down their false thoughts so that they have even faster reaction. Thành ra bên nhà võ, người ta phải thiền về, thưa quý vị. Tại người ta thiền để giảm bớt những tư tưởng trong này, để phản ứng họ càng lẹ hơn nữa. They still need to meditate. All the martial artists, the good ones, they all meditate. Thì tất cả những cao thủ bên võ đâm đều phải thiền hết. Is that clear? Okay, so now Jim says he sees more of them, okay, quicker, and he solves them better. Cái thần thứ nhất là ông thấy nhiều hơn, okay. Thứ nhì là ông giải quyết nó có xử lý nó hay hơn. That's the second part of samatha. Cái đó là phần thứ nhì của cái vipassana, cái quán đó. You unfold your wisdom, cái trí huệ quý vị. When your mind is still, you begin to understand. Your wisdom unfolds. Khi mà tâm quý vị nó ngừng lại đó, thì cái trí huệ nó sẽ mở ra. That's how you become enlightened. Quý vị đắc giác rồi như vậy. That's how you become a better person, a wiser person. Nhờ vậy quý vị có người có trí huệ hơn. Is that clear? So that's why even a dumbest person, a lowest person, can still, through meditation, become a sage. Thành ra, một cái người có đần độn, có ngu si, mà nếu như có thiền, đó, cũng qua cái phương pháp luyện thiền như vậy, thè sẽ người trở thành có người trí huệ. So everyone has a fair shot. Ai cũng làm được. All right? Does it help? Okay, that's why. And then after that, it tapers down, tapers off, because your mind is no longer still. As time goes. Rồi sau bỗng nhiên, bằng nó biến mất, là tại vì cái tâm mình lúc nó loạn sang ngầu á, okay, từ từ á, okay, là cái tâm cái vị nó không còn lắng nữa, không còn yên nữa. And that's why you come back to your prior state. Okay? Not only your prior state, also your prior illness. Không phải trở về cái trạng thái lúc trước khi mà thiền, trước tới thiền, nhập thiền thất, mà còn trở về cái trạng thái bệnh của mình lúc trước luôn nữa. That's how illness gets settles inside of you. Cái bình cái vị nó ở trong cái vị tâm cái vị được là tại vì cái tâm cái vị nó bị loạn xạ. You are ill because of the false thoughts in your mind. Cái vị bình là tại vì những cái vọng tưởng nó khởi lên. So the mere fact là nếu như cái vị bớt suy nghĩ, if you minimize your false thought, cái vị bớt vọng tưởng, it also equivalent to reducing your illness and improving your health. Thành ra cái vị bớt vọng tưởng là cái vị bớt cái bệnh và cái cơ thể cái vị nó khỏe hơn. Đúng không bác?
Nên rất giản dị. It's very simple. You only have to steal your thought and all the good things happen. Cái vì cần thiền, bởi vì cái thiền nó quan trọng, that's why meditation is critical. Cái thiền nó quan trọng như vậy. Cái vì chỉ cần lắng cái tâm xuống là mọi chuyện tốt nó xảy ra. Okay? And whether you use it at work and say, you know, and you start healing people, say, oh my God, she's so good, she healed me. Actually, they heal themselves. We cannot heal you. Chúng tôi chữa bệnh quý vị cũng được, quý vị tự chữa bệnh hay hơn nhiều. Yes, sir. What I simplify for you basically is called a retribution obstruction, meaning that you're supposed to feel slow, you're supposed to feel tired or have a headache. That's called retribution. Bear it and it will go away. No need to worry about it. Just like, you know, sometimes you get a backache or headache or a stomach ache or whatever. It's called retribution. I wouldn't let it bother you. Just accept it, like a man. Okay? And you meditate, it goes away even quicker. That's all you do. You don't add oil to the fire. Let it happen. Observe it, be aware of it. You're aware you have a problem, meditate. That's what I would do. The question he says is sometimes you feel like the mind is so slow or really bogged down, like and so on. And that's, I explain it basically. The things that happen during the day, okay, especially to you physically and mentally, accept it as your retribution. Simplify it, okay. And if you feel that it really bothers you, meditate. Ông nàng nói như khi cái óc nó nặng nề dễ sợ nó triệu nặng triệu. Thì nó cái đó chấp nhận cái đó giống như là cái nghiệp báo của mình. Đừng có phiền não. Như khi cái tư tưởng nó khởi lên nó trời cuộc đời nó tuyệt vọng. Like a thought arises and says, my God, my life is meaningless. My life is so bad. I feel so bad. My wife doesn't love me. My children are horrible. Okay? They have no respect for me. They don't love me at all. Why do I slave for them for? Okay? All these thoughts arise. Okay? That's natural. You deserve it. Okay? Stop bitching. I mean complaining about it. Đừng có than phiền. Okay? Cái nghiệp báo nó tới, mình chấp nhận. Đừng có sợ. Đừng có phiền nào. Is that clear? There's no need to get afflicted. Hey, take it like a man. I can take it. Well, women. Okay? So that's why I do. Yeah. Accept it. And that's what I told you earlier with the Buddha. When he got to the point, he has a wisdom. He said, oh, that's just my retribution. Big deal. See, you hate it. The Buddha doesn't hate it because he has wisdom. Vì thế hồi nãy thầy nói Đức Phật không bị phiền não vì vậy đó. Ngài có cái trí huệ, Ngài nhận ngập tức ở đây là cái quả báo của mình. Mình không cần phải phiền não, kệ nó, cho nó xảy ra. Okay? That's wisdom. So far so good? Does it help? Okay? So that's why going back to another point that Jim made related to Jim made earlier, nhắc thêm cái phần nữa. So you see, you meditate and you go back to normal life and you have this edge over, you know, over others. And cái vị thiền nó có cái ca lợi điểm cho tất đối với mọi người. Your mind is faster, your head is clearer, cái tâm cái nó lẹ hơn, óc cái gì nó sáng hơn nhiều. Okay, and therefore you are much better at solving your daily problems, challenges. Mỗi ngày cái vị sáng suốt như vậy, cái vị giải quyết vấn đề trong cuộc đời, xử lý nó hay hơn nhiều. Okay, but you will lose it. Từ từ quý vị sẽ mất. Right? Nothing you can do about it. Okay. All right? It's only a temporary state. Cái trạng thái nó tạm thời thôi. Therefore, it's critical that you meditate every day. Quý vị phải thiền mỗi ngày. You meditate every day.
it takes a lot longer for you to lose it if than otherwise. Là quý vị thiền mỗi ngày, ok, thì cái trạng thái nó lâu dài hơn, nó kéo dài được lâu hơn. Ok? So all these are fundamentals why that meditation should be part of our daily life. Bởi vậy, cái này chứng minh cho quý vị thấy đó, cái thiền là phải, chúng ta phải làm mỗi ngày. Nó quan trọng rồi. That's how important it is. It's your mental health we're talking about, as well as your physical health. Cái này nó liên quan tới cái sự khỏe mạnh của cái tâm của quý vị và cái thân của quý vị. It starts what people don't realize. They don't realize how important people like marriage are so important in society. Quý vị cũng hiểu được, and they underappreciate những cái người như cô marriage are quan trọng. Because your illness starts up here. Cái bệnh quý vị bắt đầu nó trong óc của quý vị. Okay. All physical illness start with mental illness. Tất cả những cái bệnh của cái thân quý vị nó bắt đầu từ cái tâm quý vị nó ra. Okay? Hay hàng như mình có tư tưởng nó khởi lên, they have these thoughts that arise. They say, oh, it's so dark, I'm so scared. Trời tối quá, tôi sợ quá. What's that noise? Âm thanh gì vậy? Okay? You are đừng lo sợ, đừng sợ sẽ. Okay, when you like that, you so tense, cái tâm mình, cái thân mình nó cứng như vậy nè. That's when you become sick. Nó dễ bệnh như sợ. Just relax, xả nó. Okay, âm thanh kệ nó. If it makes noise, so what? Okay, đâu không kệ nó. Âm thanh nó chết rồi. See. The noise is gone, but yet your mind is still hangs on to it. Cái thanh, âm thanh là hết rồi, mà tâm mình vẫn chụp vào cái âm thanh đó. Like someone insults you, những người mới chửi mình gì? Okay. Well, the insult is gone, but your mind still hangs on to it. Người ta cái câu chửi đó nó đã xong rồi, mà cái tâm mình nó vẫn chưa xong, nó chưa xử lý xong. And always it's as simple as you just drop it. Chỉ xả nó, không thèm. Okay. Tư tưởng sợ nó khởi lên. Your fear, your worry, thoughts of worry arises. Tư tưởng lo âu, sợ sệt nó khởi lên. Just recognize it and drop it. Don't do anything. Let it die by itself. Kệ nó. Cho nó tự động nó chết. Alright. Yeah. So, is that say your arm hurt, chẳng cái tay mình nó đau. Okay. If you are really an experienced cultivator, cái người mà có công phu thiền đó, you realize it's real. This physical pain is real. Cái tay nó đau, thiệt sự nó đau. It's real right there. Okay. There's no sense in getting afflicted. Đừng có phiền nào. Just be aware of it. Okay. Because once you become afflicted, say, oh my God, why is it my arm so is always hurt? Tại sao cái tay tôi nó đau hoài vậy? Okay, what's wrong with me? Okay, you like that? Yeah. Okay. Yeah. This will worsen. Cái này nó sẽ càng nặng thêm. On the other hand, you just let go. Giảng ngược lại cái vị trí chỉ nhận thức. You just aware of it. You drop it. Okay. And that's the best way to deal with it. Even better yet, you meditate. And then mình nhận thức rằng cái tay mình đau, mình phiền não, mình đừng có phiền não là cái cách mà hữu hiệu nhất. Xong rồi hơn nữa cái vị ngồi thiền. If you have these thoughts, những cái tâm sợ sệt, những cái tâm mà nó khó chịu phiền não, ngồi thiền, lạy Phật, niệm tụng kinh, nó tự động nó điên. If you meditate, it goes away by itself. There's no need to do anything. Don't make a mistake. Đừng có làm cái sai lầm nữa. Okay. Is that simple? All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes, sir. I'm sorry. What does samadhi what? Samadhi, what does it measure? Samadhi.
What is samadhi actually measure? These Germans, I mean, these. What's wrong with these Germans? Mấy cái người, cái câu nó hỏi vậy chứ cái định lực nó đo lường cái gì vậy? Thế nên cái người Đức nó có khác. Vô duyên lãng xẹt. Why you have to measure anything? Tại sao phải đo lường hoài vậy? It's true, it measures something though. What does it measure? So, yes? Concentration power. Concentration power, that's correct. Cái cái định lực nó đo lường cái gì? Let me tell you what it measures. Okay? One single word that contains many many measurements. Cái định lực đó, là cái danh từ, cái định là cái danh từ nó bao gồm nhiều hàm chứa nhiều ý nghĩa. So, what it measures, number one is, yes? What? Blessings? Phước báo? Yes? What else? What? Wisdom? Absolutely. Cái trí huệ của quý vị. What else? That's wisdom. You have patience. You have wisdom and you're patient. You're impatient. You have zero wisdom. Okay? Yes? How fast your mind really is? That's correct. Cái định lực có nghĩa là cái gì? Thứ nhất là gì ha? Là cái phước báo quý vị ha, trí huệ quý vị, cái óc quý vị nó lẹ chừng nào. Yes sir. How fast in everything. In everything you do. How fast you react, how fast you attack, how fast you think. How fast you eat? How fast you digest? How fast you enjoy ice cream? Yes? What else? Yes, sir. How you can focus? Actually, it means that what you're referring to in the Chan terms is. How unperturbed you are, wherever you are. How few things can bother you. How few things can bother you. Okay? So the higher you are in rarefied areas, then you are bothered by fewer and fewer and fewer things. Thành ra cái định lực cái gì khi mà nó khởi lên, I remember I talked to a young girl, 17-year-old. Thầy mới nói chuyện cái cô 17 tuổi. Okay, she came in and she started screaming and wanted to give me a hard time. Cô đầu vô mắng tính chửi thầy tính rầy thầy cho đã. Okay, and so I talked to her and I talked. What do you do to someone who's 17 years old who wants to scream her head off at you? Thầy hỏi cái vị trước hết đó. Có cô 17 tuổi bước vào muốn ngồi xuống muốn nói muốn mắng thầy mắng cái gì một trận. What do you do? I'm talking about you. I'm even worse. I'm a monk. What are you gonna do? Mình làm gì bây giờ? What do you do? I ask you. She walked in, wanted to butt head with me. Đi vào muốn húc đầu với thầy. And she's, you know, I'm a lot taller and bigger than her. Còn thầy cao mà to hơn cổ nữa. Mà không sợ. She's one of the butt heads. What do you do? Hai bác, ba bác, the older people back there, người kinh nghiệm vậy sao? Làm gì bây giờ? Thầy hỏi hai bác đó. Làm gì? Con nít nó 17, 18 tuổi đại, nó đòi đánh lộn với mình, nó đòi hút đầu với mình, mà làm gì bây giờ? Hả? Bỏ chạy. Làm sao bác? Slap her. I wish I could do that. I'm a monk, I can't do that. Her mom will sue me. Tác nó, mẹ nó kiện mình. Not very good. What do you do, Mark? What do you do when your daughter wants to scream at you? When she's
17, 16, 15, 14, she wants to scream ahead of it. But it has to be, what do? Never met her, you know. Yes? What do you do, Kim Boo? She's very experienced. Nothing? Nothing if she stops. You too idealistic. And I, yes? You accept it. No! If you accept it, you know, you'll be judged. Okay? What a wimpy monk. Right? Now we have facade here. Bây giờ mình không làm gì hết á, sẽ mất mặt về đệ tử của mình. You know? When your disciples say, oh, master actually is a wimp. He's afraid of a 17-year-old girl. Sợ 17 tuổi, con gái 17 tuổi mà sợ nó. What do you do? Anyone? Xin chứ. 17 tuổi nó vào, nó đòi hút đầu của mình, mình làm cái gì? Yes, Jim. Absorb it. Yeah, but you know, it doesn't look good when you have this kid going at you. It's not good. People, the third party looks at you and say, hey, he's fighting. Tại vì ông nói là bây giờ mình chịu trận, thế nó chịu đòn á, thì mình thấy rõ ràng người ta để tâm nhân, người ta nhìn, người ta nói là mình đang đánh lộn đứa con nít. You're fighting with a kid. Yes, Master Xian Che, what do you do? There's a no. Anyone? You don't know? Yeah, what kind of parents are you? You have no wisdom at all as parents. Quý vị thiếu trí huệ làm cha mẹ. Clearly. What you do, okay, is to, what? Four, two hands and eyes. Thủ nhãn, what do we do? What do we do? Disarm her. Tước vào khí nó ngay lập tức. Disarm her. So they can't attack you with those arms. Disarm them. Okay. And diffuse the anger. Thứ nhất là tước vũ khí nó. Thứ nhì là giúp nó xả cái giận. Okay? That's how you do it. You have to figure out a way to disarm them and diffuse the anger. Then you can talk. All right? But that's the topic for another session. Yes, ma'am. Is that trying to control another person? Better her than me. No, actually, this is what I learned from practicing hands and eyes. When they come and attack you, cái này là cái thủ nhãn đó. Nó tới đánh mình. We know that we can hurt them if we attack them. Cái thủ nhãn á, họ tới đánh mình á, mình có vũ khí mình đánh nó chết á. They attack us, we can harm them. Okay, if we defend ourselves, we can harm them. Chúng ta mà phản ứng là tụi nó chết á. Okay, because we have so many weapons we can attack them with. Chúng tôi đủ thứ vũ khí đánh lộn được. So that's why we do not use them. If you don't want to use them, you have to disarm them. Mình không muốn dùng vũ khí mình phải tước vũ khí nó. Hiểu không người nếu? Nó tới nó quấn mình tước vũ khí nó trước cái đã. What you do, you disarm them. Yes? It's like they come in with a machete trying to kill you, and you pew, machete. Okay? Yeah, that's what we do. Yes? No, it's helping. It's no defense, no attack. It's about how you're going to fix this problem. It's no me and you.
See, you still see it's me against her, her against you. And because I set you up by saying that there's a third person watching, let them watch, who cares? Okay, it's only what matters between you and this person. What can you do to help her? So it depends on the purpose of your use. And Kauai is a very good question. Isn't it a defense? Is it an attack? I say it's neither. Kauai rất là thông minh. Mình nếu mình dùng tước vũ khí nó không phải như hồi nãy tương tự câu hỏi này đó. Có phải là mình đang are we controlling her? Are we attacking her? Are we defending ourselves? Mình đang chế ngự người ta, mình đang bảo vệ, mình đang tấn công người ta. It's neither. We're helping her. What can you do to help her? Làm sao mình giúp người ta? Okay? It's not about confrontation. It's not about fighting. Không có đâu. It's about helping her. She's in trouble. She's about to harm herself. Nó cầm cái dao sắp đâm người ta. Sắp đánh người ta. It's not good for her. So disarm her. Tức vũ khí đó. Giật mình ngay. Yes. Yes, ma'am. Okay? It's no fighting at all. It's about what we can do to help her. Làm cái gì để giúp cổ. Chứ không phải là mình lo, mình you're not worried about yourself. Okay? Does it help? All right. Let's stop here today. Thank you. Let's go to lunch.